có liên. Anh mới cắt bằng tượng hả? Anh có. Dạ. Cái này đánh lên ấy dữ lắm à. Lên ốc gạo dữ lắm à. Hiện tại giờ có lên ốc gạo luôn chưa? Tại vì nó có ốc gạo, có nó gai đó. Nó gai đúng không? À. Này là có gạo sẵn này, bố em có sẵn luôn á. Anh bắt anh thải qua, bắt cái đại vô cái này. Giờ bỏ vô cái dầm luôn phải không? Ừ, bỏ vô nó năng tượng qua nó, anh bấm từ từ đầu cái nến lên nè. Chiều mà thấy nó lằn nó đeo trên. Vô hai mấy công ha nút? 17 công rưỡi. 17 công rưỡi. À. Là chuẩn bị là làm cái dèo là thả tôm đây ha. Rồi hiện tại giờ anh ấy là cái lô tôm mà bao nhiêu ngày mà nó hai mấy con đó. Bình thường mình nó là nó khoảng trên 4 tháng à. 4 tháng à. Anh đánh này anh đánh được một nhịp của nhịp đánh cho cái mồi thì bên này gì đem lên thì mồi. Ở đây là cái ở đâu nhà dân ha, nhà dân ha, năm phong giá gai Bạc Liêu, năm phong giá gai Bạc Liêu ha. Bữa nay gì lên tới Bạc Liêu nha bà con. Thôi lên gặp anh Út xem cái ào của anh Út, rồi sau đó là hỗ trợ anh cái mình gây cái thức ăn tự nhiên trên cái ao tôm của anh Út ở Bạc Liêu. Anh thấy khi mà anh đánh gồ diêm thấy nó có hiệu quả như thế nào không Út? Thì thứ nhất là thấy nhưng mà cái màu nước nó sẽ thay đổi. Màu nước thay đổi. Ừ, giống như cái màu thường đó, mình nước đó, nó sẽ thay đổi như màu trà vậy. Ừ, ban đầu là anh chưa đánh là màu trăng, nó trong giống như nó trong giống như trong hơi trong suốt, không phải là trong suốt nhưng mà không nhìn đáy được, nhưng mà cái mình đánh tới vô là nó sẽ đổi từ gây màu trà. Rồi nó gây màu trà. Rồi anh để ý cái đáy gây hạt là cái nước nó sạch hơn. Sạch hơn. Ừ. Chỗ nào ví dụ như bùng mà hơi đen đen quá không, mình lỗi mình móc lên nó đen, nhưng mà đánh mà cái men xử lý đáy đó là nó bùng nó sẽ trắng lại. Dạ. Cỡ bao nhiêu ngày thì thấy trắng? Ba hôm là thấy nó trắng lại. Từ đen nó chuyển từ đen. Sạch đáy. Dạ, sạch đáy. Còn tôm mấy anh bắt thấy nó đẹp hơn không? Bóng. Nó bóng hơn. Cái mang nó không có bị dơ, nhìn thấy là nó thường á là tôm mang nó hơi đen đen đúng không? Mà đánh cái đó rồi mang tôm rất là trắng. Ờ, trong cái mang của con tôm á. Nhìn vô là nó trắng. Nó trắng sạch luôn. Sạch. Bình thường nó dơ. Nó hơi dơ. Thật ra nó thở nó không hấp cái màng á, có nó đẩy cái bận vô mà bận nó hơi đen á, thì mình thấy đen là khi nào mà mình đáy đánh cái xử lý đánh nó rồi là nó sạch rồi, đánh thì nó không nhiều nhưng mà cái là nó trắng, nhìn thấy tôm nó mạnh lắm. Dạ vậy ha, thấy vậy nếu vậy hiệu quả quá đúng không? Nãy em chạy lên đây hồi chạy hồi từ sáng tới giờ đó. Vậy từ cái nước hả? Em tại vì sáng em đi thả tôm ở dưới Ngọc Hiển á, rồi xong xuôi cho các em chạy lên đây luôn. Bữa nay đi tới đây 2 giờ mấy. Dạ yeah, thì 4 chỗ này nè. Dạ em đi 4 chỗ. Đi có mình à, anh Nhân hỏi ủa sao hỏi đi có một mình một gì? Nói nào giờ đi có mình mà không à? Đi hai mình mệt. Đi hai mình mệt lắm. Thả vô mình bơi vòng vòng cái qua bên ao của anh Nhân.